Cùng với đại diện lãnh đạo các đoàn tham gia phát biểu tham luận, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã có bài tham luận với chủ đề Một số bài học từ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng. Sau đây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng này. Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa toàn thể đại hội, đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng bày tỏ sự thống nhất cao với các nội dung, các văn kiện trình tại đại hội. Đặc biệt, chúng tôi thống nhất rất cao với các nhận định, đánh giá trong nội dung báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về các văn kiện trình tại đại hội 13 của Đảng. Do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trình bày tại phiên khai mạc đại hội sáng ngày 26 tháng 1 vừa qua. Tại phiên làm việc chiều ngày 26 tháng 1, đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố đã dành nhiều thời gian để thảo luận về báo cáo này theo gợi ý của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đã tổng hợp gửi đoàn chủ tịch. Trong báo cáo do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trình bày đã nhấn mạnh nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Để làm rõ nội dung nêu trên, được sự nhất trí của đoàn chủ tịch, thay mặt cho đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, tôi xin trình bày tham luận với chủ đề Một số bài học từ công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng. Kính thưa đại hội, với ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát, Đảng ta đã xác định việc tăng cường công tác kiểm tra giám sát là một trong những giải pháp quan trọng để góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, là biện pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng chống tham nhũng trong tình hình hiện nay. Báo cáo tổng kết số 219 ngày 8 tháng 12 năm 2020 của Ban chấp hành Trung ương và phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của nhiệm kỳ Đại hội 12 đã khẳng định những nội dung nêu trên. Đối với Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ vừa qua, nhất là nửa đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ thành phố gặp nhiều khó khăn, thách thức và hạn chế trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng nói riêng. Điều này đã được chỉ ra tại thông báo kết luận số 292 ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Bên cạnh đó, thành phố cũng gặp nhiều vướng mắc tồn tại trong lĩnh vực quản lý đất đai, sử dụng tài sản công, cấp phép đầu tư. Cùng với đó là việc chậm khắc phục những sai phạm trong lãnh đạo quản lý theo các kết luận của thanh tra, kiểm tra của nhiều năm trước đây. Những vấn đề nêu trên đã ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy tổ chức đảng, ý chí chiến đấu của một số đồng chí cấp ủy viên và đảng viên giảm sút, có hiện tượng lặng về chấp hành, thực hiện, thiếu quyết liệt trong đấu tranh bảo vệ quan điểm. Một bộ phận cán bộ đảng viên có tâm lý lo lắng làm việc cầm chừng, ngược lại có hiện tượng lợi dụng khó khăn vướng mắc để nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp. Trước tình hình nêu trên, đặt ra cho Đảng bộ thành phố yêu cầu phải tăng cường, nâng cao hiệu lực hiệu quả của công tác kiểm tra giám sát của các cấp ủy, nhất là kiểm tra giám sát đối với cán bộ chủ chốt, trước hết là người đứng đầu, trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng trong thực thi công vụ, kịp thời phát hiện, xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm. Trước hết, với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm và quyết tâm cao, Đảng bộ thành phố đã thực hiện nghiêm túc thông báo kết luận số 292 ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và một số đồng chí cán bộ chủ chốt của thành phố. Trong nhiệm kỳ, nhất là vào nửa cuối nhiệm kỳ, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát với những cách làm bài bản, chặt chẽ hơn. Theo đó, đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 7 tổ chức đảng và 92 đảng viên, giám sát hơn 1.900 lượt tổ chức đảng và gần 3.700 đảng viên, kiểm tra hơn 4.500 lượt tổ chức đảng và gần 13.000 đảng viên. Các tổ chức đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 696 đảng viên vi phạm, tăng gần 30% so với cùng nhiệm kỳ trước. Đảng viên ở cấp ủy viên các cấp bị thi hành kỷ luật là 125 đồng chí,
Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy kỷ luật 14 đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thi hành kỷ luật 29 đảng viên, đồng thời đề nghị Trung ương xem xét thi hành kỷ luật đối với 5 đảng viên theo thẩm quyền. Từ những kết quả nêu trên, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã rút ra những bài học sâu sắc, góp phần quan trọng vào việc nâng cao ý thức xây dựng Đảng, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương của các cấp ủy và đảng viên trong toàn Đảng bộ. Qua đó đã góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển của thành phố, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố. Kính thưa Đại hội, qua thực tiễn công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ vừa qua, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau. Thứ nhất, phải nhận thức sâu sắc và đầy đủ hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng. Cần phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của tất cả các cấp ủy Đảng. Đặc biệt, cần xác định công tác kiểm tra giám sát không phải là rào cản của sự phát triển, kìm hãm sự năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ đảng viên, mà là biện pháp để giữ vững nguyên tắc và kỷ luật của Đảng, sớm phát hiện, khắc phục các hạn chế, không để vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn, gây ra hậu quả nghiêm trọng, đảm bảo cho các chủ trương, quyết sách của cấp ủy được chính xác và bền vững. Thứ hai, xác định rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và ban thường vụ cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát, chủ động phát hiện vi phạm để ngăn chặn, khắc phục kịp thời, không để vi phạm của người đứng đầu trở thành vi phạm của một tổ chức. Đặc biệt, cần nghiêm túc nhìn nhận, khẩn trương khắc phục các sai phạm, khuyết điểm được chỉ ra trong các kết luận kiểm tra giám sát, không để vi phạm kéo dài trở thành một tình trạng của cả hệ thống. Đây là những bài học sâu sắc mà Đảng bộ thành phố rút ra trong nhiệm kỳ vừa qua. Kính thưa Đại hội, trước yêu cầu cao về công tác kiểm tra giám sát của Đảng trong nhiệm kỳ của Đại hội 13, để tạo điều kiện cho các cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, chúng tôi đề xuất một số nội dung như sau. Thứ nhất, đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng từ cấp Trung ương đến cơ sở. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã làm tốt công tác ban hành các văn bản hướng dẫn công tác kiểm tra giám sát và theo thống kê của chúng tôi là khoảng 34 văn bản. Đề nghị trong nhiệm kỳ Đại hội 13, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác này. Đây sẽ là yếu tố quan trọng giúp cho cấp ủy thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng, đáp ứng với yêu cầu thực tiễn trong nhiệm kỳ mới. Thứ hai, cần đẩy mạnh công tác tổng kết, rút ra những bài học kinh nghiệm từ những sai phạm, khuyết điểm của các tổ chức đảng và đảng viên đã được xác định thông qua công tác kiểm tra giám sát, nhất là trong việc thực hiện nguyên tắc điều lệ của Đảng trong các lĩnh vực quản lý đất đai, tài sản công, đầu tư dự án. Qua đó giúp cho các cấp ủy nghiên cứu rút kinh nghiệm để có biện pháp phòng ngừa, tự kiểm tra, phát hiện và xử lý sớm từ cơ sở. Thứ ba, bên cạnh việc đề cao vị trí vai trò của công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng và mở rộng quyền hạn trách nhiệm của Ủy ban Kiểm tra các cấp, đề nghị Trung ương cần có cơ chế để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các địa phương, đơn vị trong việc khắc phục hậu quả của những sai phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra trong các kết luận kiểm tra giám sát trong thời gian vừa qua. Đây là vấn đề hết sức quan trọng vì mục tiêu của công tác kiểm tra giám sát không chỉ là xử lý vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, mà cần có giải pháp để khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra. Đây là vướng mắc chung của nhiều địa phương, không riêng gì của thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, sớm triển khai thực hiện cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, để làm cơ sở cho công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng đạt được hiệu quả tốt hơn. Cuối cùng, xin kính chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe, chúc đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.